Trung tâm điện tử Anh Phương xin trân trọng kính chào tới tất cả các bác. Mời các bác hãy cùng Anh Phương ngắm nhìn một siêu phẩm. Phải nói là siêu của siêu phẩm. Đó là ngày hôm nay đang về với Trung tâm điện tử Anh Phương một con đẩy Crown Macrotech 12.000i. Đây là những con đẩy phải nói rằng là hiếm hơn cả vàng và kim cương trên thị trường. Hàng mới thì em không nói, nhưng hàng bãi mà của mã này rất hiếm. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà sử dụng cho những bộ cấu hình âm thanh VIP. VIP phải là VIP Pro, chứ còn VIP thường vẫn chưa dùng đến dòng này. Không biết là các bác đã bao giờ nhìn thấy con đẩy này và đã nghe thấy về giá thành của con đẩy này khi còn mới chưa? Theo các bác thì các bác suy nghĩ là con đẩy này nó sẽ có giá bao nhiêu khi mà chúng ta đập thùng con đẩy này? Macrotech 12.000i. Các bác không được tra mạng nha. Các bác thử đoán sau đó là cho những ý kiến bình luận phía dưới khi các bác đọc được câu hỏi này. Theo các bác con đẩy này khi đập hộp nó sẽ có giá bao nhiêu? Các bác đoán thử. Đẩy thì còn zin nguyên bản 100%. Về đây thì em mới bắt đầu bóc ra. Con này là chạy mạch class Y. Công suất của nó khủng kinh. Các bác nhìn công suất này. Công suất của... Đây là các bác chắc khó nhìn đúng không? Để em đọc cho các bác nhé. Con đẩy 12.000i, công suất của nó nếu ở 8 ohm sẽ là 1950W. 1950W đánh ở 8 ohm. Thế còn ở 4 ohm nó có công suất là hơn... nếu 4 ohm thì nó công suất là 4.000 mấy đấy các bạn. 4.000 mấy. Con này thì nó được lắp ráp tại... Canada rồi. Chạy auto volt 100V cho đến 240V. Tức là các bác có thể chạy điện nào cũng được. Đâu, đây nắp ráp ở Mỹ thì phải. Đây. Made in USA. Nắp ráp ở Mỹ. Hai quạt ở phía sau này. Ở đây thì thấy là những cái dòng đẩy nguồn xung nó sẽ có cái có hai công tắc, một công tắc đằng trước, một công tắc đằng sau. Và đây nó còn có cái chức năng gọi là, mình thì chắc là người dân gọi là người trần mắt thịt thì chúng ta sẽ không biết những cái nút này. Nút này là nút điều khiển dữ liệu, với này nút cài đặt các chế độ mốt đấy, đường tín hiệu đầu vào ra loa. Đây con này thì đánh xúc kép quá đỉnh luôn. Đánh loa full thì nó là siêu trị tất cả các dòng loa full. Và đặc biệt anh Phương thấy rằng là dòng mạch class Y khi mà đánh thì nó rất phù hợp với dòng loa neo. Đánh tiếng bass nó xuống sâu hơn so với dòng đẩy nguồn xuyến. Đây là anh Phương đang gõ với đôi 7-15 hàng siêu VIP Pro. Ra tiếng cực kỳ hay. Tiếng bass nó thả cực kỳ mềm và sâu. Hơn hẳn những con đẩy nguồn xuyến. Tiếng mềm mại, sâu hơn. Có một đặc điểm mà các bác nên hiểu là con đẩy này nó chạy là quạt gió ở phía đằng sau này. Và nó là mạch class Y, hiệu suất của nó rất là cao. Và cái hơi nóng nó phả ra phía đằng sau này các bác nhé. Mạch class Y thì kể cả con nào đánh nó cũng hơi âm âm ấm. Trước đây các bác để ý con IT6000 này cũng mạch class Y này. Đó. Con IT6000. Con đấy nói chung là nhiều bác chơi thì các bác chưa hiểu vấn đề về mạch class Y. Nó hơi hâm hâm. Và ở đây các bác nhìn cái hệ thống đèn của nó rất là VIP. Đèn này thì các bác vặn to lên đâu nó sẽ báo đèn lên đấy. Đấy. Đánh rất hay. Đèn đây có này, đèn báo nguồn này.
Đèn đây là đèn dữ liệu này. Đèn này đèn báo dơ le. Đánh cực kỳ hay các bạn. Em thấy con này đánh hay thật. Hay hơn con 5000 mấy con 5002. Công suất thì nó đỉnh lắm các bạn. Nó ra công suất là 1950W cơ mà. Nghe thế này ai chẳng nghe được các bác nhỉ. Một đôi này có giá rơi vào tầm khoảng độ sấp xỉ 50 triệu. Một con đẩy này cũng rất là vip. Các bác con 6000i kia nó có giá tầm 28 triệu rồi. Con 9000i em thấy thị trường cũng đang bán với giá tầm khoảng 40 triệu rồi. Con này thì xin thưa các bác là theo các bác thì nó khoảng bao tiền? Hàng mới thì đến bây giờ các bác đã bình luận rồi đúng không? Em công khai luôn là hàng mới, nếu các bác xem cái hàng này. Hàng này thì nó còn nguyên tem nhé, về nhà em mới bóc ra. Nó còn nguyên tem 3 sao ở bên dưới này. Hàng này được nhập khẩu do công ty 3 sao nhập khẩu. Giá thành mới của nó, nếu các bác tìm hiểu các bác lên mạng các bác tra thử con này xem bao tiền. Thôi em không công bố giá mới nữa. Tra thử xem bao tiền và những đại gia nào mà muốn tìm đẩy công suất VIP Pro thì alo cho em sớm. Con này không hề, không rẻ các bác nhé. Các bác nào có điều kiện mua được alo cho em. Còn con này trước mắt là em cứ để em chơi đã. Bởi vì con này tiếng hay lắm. Em cũng phải thưởng thức một tí. Thưởng thức một tí. Bán hàng thì thôi thì cũng sướng ở cái chỗ đó các bác. Được trải nghiệm tất cả các dòng loa, trải nghiệm tất cả các dòng đẩy công suất. Cũng giống như kiểu các bác là làm nghề nấu ăn ấy, thì các bác được trải nghiệm về các cái món ăn khác nhau. Mình phải ăn trước thì khách mới được ăn. Hoặc là lái xe, lấy nghề lái xe thì các bác được lái nhiều loại xe, trải nghiệm nhiều cái công nghệ mới. Đấy, cho nên là cái mỗi nghề nó có một cái sướng riêng. Nghề của em thì được trải nghiệm. Còn thực ra là các bác mua vẫn bán mà. Bác nào quan tâm đến con Macrotech 12000i này alo cho em nhé. Con này đánh với bất kỳ loa nào, kể cả xúc ép, đánh cực phê mà nhẹ lắm các bạn. Con này nó chỉ khoảng hơn chục cân thôi. Nếu mà anh em đi sự kiện mà đầu tư con này, đi sự kiện thì chấm hết. Đánh xúc kép, đánh full thoải mái. Đánh 4 ôm nó lên đến 4000W mà. Số của em là 0971998555. Bác nào đầu tư đến con này alo cho em, xin cảm ơn các bác rất nhiều. Loa 715 hàng siêu VIP, cực kỳ mới. Bác nào đầu tư alo cho em nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.